Xin chào mọi người, rất vui được gặp lại mọi người trong video mới của Hey Fashion. Người xưa có câu, cái răng, cái tóc là gốc con người. Thế nên việc các bạn chăm chút cho mái tóc của mình là một điều vô cùng quan trọng, giúp tổng thể trở nên hài hòa và xinh đẹp hơn. Do đó, hôm nay hãy cùng Hey Fashion cập nhật 6 kiểu kẹp tóc cùng với Curl Clip, giúp các nàng thăng hạng nhan sắc và giải nhiệt mùa hè nha. Kẹp Curl Clip hay còn được chị em gọi với cái tên thân thuộc là kẹp móng. Đặc điểm là có mũi răng cưa như thế này để giữ tóc. Kẹp móng có nhiều kích cỡ, kiểu dáng khác nhau, thoải mái cho các nàng lựa chọn. Không chỉ là một món phụ kiện giúp cố định và giữ nét tóc gọn gàng, kẹp móng còn chứng minh tính đa năng và thời thượng của mình khi trở thành một điểm nhấn màu sắc trong phong cách thời trang của mọi cô gái. Khi lựa chọn cặp thì các bạn nhớ phải chọn theo độ dày của tóc mình nha. Ví dụ tóc mỏng thì bạn nên lựa chọn những chiếc kẹp ít răng, mảnh như thế này. Còn đối với tóc dài và dày thì mình nghĩ chân ái là những chiếc kẹp móng vuông như thế này nha. Sở hữu một chiếc kẹp móng thì dễ, nhưng không phải ai cũng biết cách kẹp để có được một mái tóc ấn tượng. Đến lúc Hey Fashion ra tay rồi. Sau đây sẽ là 6 kiểu kẹp tóc giúp nàng thăng hạng nhan sắc chỉ trong 5 đến 10 giây thôi nhé. Ưu điểm lớn nhất của những kiểu kẹp tóc sau đây là làm cực kỳ nhanh. Mình sẽ chia làm hai mục nhỏ, thứ nhất là 3 kiểu kẹp tóc nửa đầu và thứ hai là 3 kiểu búi tóc nha. Thứ nhất, cách kẹp tóc nửa đầu. Kiểu kẹp tóc nửa đầu này thì sẽ theo style Hàn Quốc, tiểu thư nhẹ nhàng, nữ tính. Nên vào những cái buổi chiều trời lộng gió hay là những buổi tối dạo chơi cùng bạn bè thì các nàng đừng bỏ qua nhé. Kiểu kẹp tóc nửa đầu là kiểu tóc lý tưởng để áp dụng cho những outfit nhẹ nhàng như thế này nè. Kiểu thứ nhất rất đơn giản, các nàng lấy hai lọn tóc từ hai bên mai, sau đó xoắn vào như thế này, gập lên rồi dùng kẹp móng cố định. Đối với phần tóc thừa thì các bạn chỉ việc xoắn rồi vòng tiếp vào bên trong như mình nè. Ta-da! Các bạn thấy thành quả thế nào? Kiểu thứ hai thì sẽ biến tấu từ kiểu tóc búi cọ xòe như thế này nè. Vẫn là lấy từ hai lọn tóc bên mai như thế này nha. Đơn giản hơn kiểu 1, các nàng chỉ cần xoắn tròn đều như là búi củ tỏi nè. Xoắn đến đâu tạo lọn tròn đến đấy. Để chừa ra một chút đuôi tóc nha, dùng kẹp móng kẹp lại. Nhưng nhớ là không kẹp hết, chỉ kẹp 2/3 phía dưới thôi. Và thành quả nè. Kiểu thứ ba thì sẽ năng động và cá tính hơn nha. Vẫn hai lọn từ bên mai, xoáy chặt phần chân tóc, gập lên và dùng kẹp móng cố định lại. Kiểu này sẽ tạo hai tầng tóc, búi cao khá là trẻ trung. Thứ hai, búi tóc bằng kẹp móng. Chuyển sang chuyên mục búi tóc nha. Búi tóc bằng kẹp thì được rất nhiều chị em lựa chọn vào lúc làm việc hay là vào những ngày hè nóng nực, đặc biệt là chị em công sở. Trang phục nghiêm chỉnh, tóc búi gọn gàng, một combo đơn giản nhưng cực kỳ hút mắt. Kiểu thứ nhất, một kiểu búi cầu kỳ giúp chị em sở hữu một búi tóc sang xịn nè. Thứ nhất, các bạn hãy chia tóc làm đôi, xoắn chéo cho đến khi hết tóc. Sau đó, hãy buộc gập lại và chọn một chiếc kẹp dài để cố định phần tóc chuẩn chỉnh hơn. Kiểu búi tóc này thì khá là phổ biến. Một số bạn thường dùng tay xoắn khá là nhẹ. Nhưng mà nếu mà xoắn chéo như thế này thì búi tóc của chúng ta sẽ gọn gàng hơn đó. Các bạn thử xem nha. Kiểu thứ hai vẫn là một mái tóc, một kẹp móng và một búi tóc thanh lịch. Đầu tiên các bạn buộc gọn đuôi tóc như thế này, kéo xuống một chút, rồi lộn tóc theo chiều từ dưới lên. Không được kéo hết tóc ra đâu nhé, rồi dùng kẹp móng kẹp lại thôi nè.
Búi kiểu này thì mình thấy phù hợp với các bạn tóc layer luôn đó. Búi tóc sau khi hoàn thành khá là ôm và gọn gàng. Cuối cùng sẽ là một kiểu búi cực kỳ xinh nhưng mà sẽ hơi khó hơn một chút. Thế nên là trong lúc làm thì mình sẽ làm hơi chậm một xíu nha. Đầu tiên xoắn tóc rồi luồn vào giữa kẹp như thế này nha. Xoay kẹp một vòng như thế này nữa. Nhớ là để chừa đoạn cuối để tạo hiệu ứng xòe. Nhìn thành quả của mình nè. Kiểu này đúng là sự kết hợp của trường thanh trong lả lơi có gọn gàng. Còn chờ gì nữa mà không sắm ngay cho mình một vài em kẹp móng để thay đổi diện mạo cho mái tóc mỗi ngày. Cảm ơn các bạn đã xem hết video ngày hôm nay. Đừng quên nhấn like và subscribe để ủng hộ chúng mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.